Ok, mới vừa mưa xong mà bây giờ vẫn còn lâm râm các kiểu đó là đĩa. Tôi mới vừa ào xuống một cái. Phạm Văn Trí để cho mình đi về hướng quận 6 hoặc là đi ra phòng xây chính là vậy. Không phải mưa đâu mà là gió thổi thì cái tán cây nó rớt xuống mưa, những cái nước mưa ở trên tán cây thì cây nó giữ nước mà nó giữ nước trên mấy cái lá đó. Mưa buồn tình trời rồi và vẫn còn đang gọi là rất là âm u. Tính chạy bật sang cầu Lò Gói mà thôi, chạy đường Phạm Văn Chí luôn đi. Phạm Văn Chí phường mấy quận 6 vậy á, phường 7 quận 6, ở đây là phường 7 quận 6. Nói chung là do là có mấy cái bảng á, cái đề chứ không có bảng đề cũng chả biết phường mấy là phường mấy. Mấy cái xe mà nó cái bẩn á, cái bẩn mà nó hơi thấp á, nước văng lắm luôn á, nước văng kinh hồn. Đây có công ty sản xuất rượu Vân Hồ, giá hơi lạnh lắm, nếu như mà không có khó lắm thì hơi lạnh, nhưng mà có khó thì giá ấy đó, trời mưa mà phải chịu thôi, đâu có thể làm được gì hết. Chế gì dán cho xe, chế tên xe. Cái tòa nhà màu xe này nè, cái nhà màu xe này hồi kỳ nó cho miếng để mở quán cà phê, nhưng mà mở quán cà phê nó là như là quán cà phê 4 mùa vậy, cái phòng mà bán ế bây giờ dẹp luôn, trả mặt bằng luôn rồi, và kinh doanh rất là khó khăn. Và xe của phía dân phòng thì chạy văng ghê luôn. Nó trầm trền, nhưng mà cũng hơi khó khăn.